Chiều ngày 9 tháng 9, 30 học viên với độ tuổi từ U9 đến U12 đã tham gia buổi học bóng đá trực tuyến đầu tiên do câu lạc bộ Veder Bremen tổ chức. Các học viên được làm quen và tập luyện theo giáo án tiêu chuẩn châu Âu dưới sự hỗ trợ của các huấn luyện viên tại trung tâm VJSS. Đây là một trong những dự án của câu lạc bộ Veder Bremen nhằm ươm mầm các tài năng trẻ và xa hơn là xây dựng học viện bóng đá tại Việt Nam. Lớp học bóng đá trực tuyến cho trẻ em Việt Nam sẽ diễn ra từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024 tại ba khu vực là hà nội đà nẵng và thành phố hồ chí minh